Chào tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Vâng, và hôm nay mình livestream gửi đến các bạn là 10 bước để chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp, 10 bước để chúng ta ra kinh doanh làm chủ riêng. Cái 10 bước này rất là nhiều người khát khao muốn ra muốn làm nhưng mà lại không làm được, bởi vì họ sợ sệt, họ sợ thất bại, thậm chí họ không biết cách nào để mà ra được. Thì hôm nay mình chia sẻ nhanh 10 bước này. Những ngày này là những ngày mà giáp Tết nên là phần nhiều là chúng ta rất là bận rộn, và chúng ta cùng nhau tranh thủ buổi tối này chúng ta xem cái livestream này, để chúng ta cùng nhau gì ạ, cùng nhau kết nối với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Trước tiên là các bạn giới thiệu về các bạn, kết nối với tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn làm lĩnh vực gì, làm ngành nghề gì, các bạn ở tỉnh nào, khu vực nào để mọi người cùng biết, cùng nhau kết nối để chúng ta làm quen với nhau. Thậm chí mình thấy có những bạn ở nước ngoài, có những bạn ở những cái khu vực rất là xa xôi, nhưng mà thông qua internet, thông qua livestream chúng ta được biết nhau, được kết nối nhau, đó là một điều rất là tuyệt vời. Và 10 bước để chúng ta ra khởi nghiệp thành công. Vậy thì đó là 10 bước nào. Và các bạn thấy không ạ? Dù Tết hay dù lễ gì thì cái sự nghiệp chúng ta, cái cuộc đời làm việc chúng ta nó rất là quan trọng. Trước sau gì thì chúng ta cũng phải làm việc thôi. Đi làm công cũng làm, mà làm kinh doanh thì cũng làm. Tất cả là chúng ta đều làm. Chào bạn Dương Nguyễn, bạn ở Đắk Lắk tuyệt vời. Vậy thì cái quan trọng, nếu mà chúng ta tự hỏi cho mình một cái câu rằng là vậy cuộc đời chúng ta sẽ trở thành ai, và cuộc đời của chúng ta sẽ đạt được cái gì khi mà chúng ta được 60, 70 tuổi, thì tự nhiên cái câu hỏi đó nó sẽ làm cho bạn vỡ òa ra, và các bạn sẽ biết rằng các bạn sẽ chọn con đường nào. Thì cuộc sống chúng ta lòng vòng chỉ có mấy cái con đường để chúng ta đi thôi. Một là chúng ta trở thành một người làm công chuyên nghiệp, tại vì đằng nào cũng phải đi kiếm tiền mà. Hai thì chúng ta có thể là trở thành một người làm kinh doanh, người ta gọi là làm chủ, làm lớn một chút xíu là người ta gọi là làm chủ. Chào bạn Nguyễn Thị Thảo Vy. Và ba là có thể chúng ta đi làm chính trị, đi làm nhà nước đó, làm chính trị. Và bốn thì có thể là chúng ta trở thành người đi tu. Ok chưa? Nó lòng vòng có mấy cái con đường đó thôi. Vậy thì một cái câu hỏi, dĩ nhiên các bạn nào mà làm chính chính trị thì đó là một cái ngách riêng rồi. Các bạn nào đi tu cũng một cái ngách nó quá nhỏ riêng rồi. Vậy thì có hai cái ngách nó rất là phổ biến trong xã hội này, là một là chúng ta đi làm công, hai là chúng ta đi làm kinh doanh. Vậy thì 10 bước để chúng ta ra làm cái việc đó là cái gì? Các bạn nhớ chào, chia sẻ, nói về các bạn đang ở đâu, khu vực vùng nào. Các bạn nhớ like cái trang Facebook của mình, nhớ like cái kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ chia sẻ về nhà các bạn để gì ạ? Để chúng ta gieo hạt, để mọi người cùng biết và họ phát triển mỗi ngày thì nó vẫn rất là tuyệt vời. Ok, vậy thì mười bước đó, bước thứ một là gì ạ? Bước thứ một các bạn ghi vào, đó là chúng ta cần phải có cho mình một cái ý tưởng tốt. Bắt đầu cái việc kinh doanh là chúng ta cần có cho mình một cái ý tưởng tốt, hoặc là một cái sản phẩm tốt, một cái dịch vụ tốt. Nếu mà chúng ta không biết mình làm cái gì, chúng ta không biết mình chọn cái sản phẩm gì, chúng ta không biết mình chọn lĩnh vực gì, thì rõ ràng là nó hơi khó khăn, và cái hành trình với cái đến với con đường kinh doanh của bạn nó còn hơi xa đi, còn sẽ rất là xa đây. Nhiều nhiều bạn lắm trong những cái lớp làm chủ doanh nghiệp mình đứng lớp mình chia sẻ trong những năm qua, thì chào bạn Nguyễn Thị Thảo, thì một cái câu hỏi mà mình gặp nhiều nhất là em muốn ra kinh doanh nhưng em không biết mình muốn kinh doanh cái gì. Nhiều lắm, nhiều lắm. Họ cứ lòng vòng. Giống như một cái câu nói khác mà mình vui hơn là em muốn tán gái nhưng mà em không biết cô gái nào để em tán. Đó là một cái câu khác nó vui hơn, nó như vậy đó. Vậy thì cái vấn đề ở đây là chọn một cái gì để làm mà bạn lại không biết mình chọn. Các bạn biết lý do vì sao ạ? Lý do là bạn thiếu trải nghiệm, thiếu va vấp. Những bạn nào mà rớt vào cái trường hợp này ấy, thì thực sự các bạn đừng có lòng vòng nữa, các bạn đừng có lằng vằng nữa.
chọn đại một cái để làm đi, chọn đại một cái cô gái để các bạn tán đi. À, chọn cái sản phẩm gì kinh doanh mà không chọn được. À, cái sự vải trải nghiệm va vấp nó kém quá, nó làm cho bạn không biết chọn cái gì. À, hoặc là có những bạn lại hỏi mình rằng là em có 3, 4, 5 lĩnh vực, em không biết chọn lĩnh vực nào. À, một cái câu hỏi đặt ra là cái lĩnh vực nào mà bạn yêu thích, cái lĩnh vực nào mà bạn làm ngày đêm mà bạn vẫn không cảm giác mệt mỏi, cái lĩnh vực nào mà nó làm cho bạn cống hiến hết mình thì bạn sẽ chọn cái lĩnh vực đó. Cái người, có người thì không biết cái gì để chọn, có người thì như thế nào ạ? Nhiều quá không biết chọn cái gì. À, các bạn thấy không ạ? Mình gặp những câu hỏi mà nhiều lúc mình rất là vui. Nhiều quá cũng không biết chọn cái gì. Mà người không biết chọn cái gì thì cũng nhiều lắm. Cái người mà không biết gì chọn nhiều nhất. Còn cái người mà lâu lâu á, lâu lâu mới gặp được một người là em có nhiều thứ nhưng mà em không biết chọn cái gì. À, vậy thì chọn cái gì? Chọn cái gì mà chúng ta có nhiều trải nghiệm trong nó. Nếu mà bạn chọn lĩnh vực nào mà bạn chưa có trải nghiệm trong đó thì cái rủi ro nó sẽ rất là cao. Và bạn chọn một lĩnh vực bạn đã có trải nghiệm rồi, bạn đã có dùng tới nó rồi, bạn đã có kinh nghiệm về nó rồi, bạn đã làm việc với nó rồi, bạn đã va chạm với nó rồi, bạn đã va vấp với nó rồi, thì cái cách đó nó làm cho bạn đi nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì bạn không phải mất cái thời gian để bạn tìm hiểu nữa. À, bạn không mất thời gian để bạn va vấp nữa. À, và bạn chỉ còn lên cái hành kinh doanh thôi. Còn bạn nào mà chọn cái lĩnh vực mà như thế nào ạ? Mà chưa bao giờ trải nghiệm, chưa bao nhiêu giờ làm, thì cái công việc đầu tiên là bạn cần phải trải nghiệm thôi, cần phải va vấp thôi, chứ không còn cái cách nào khác. Đặc biệt là những cái bạn á mà đi kinh doanh sản phẩm của người khác á, thì các bạn phải suy nghĩ lại. Bạn nào mà đã đi kinh doanh sản phẩm của người khác đã 3 năm, 4 năm, 5 năm nay rồi á, thì bạn hãy có một cái suy nghĩ lại, hãy kinh doanh sản phẩm của mình đi. À, mới ra tập kinh doanh tập tò thì làm của người khác thì được, còn mà đã làm lâu năm rồi, đã làm 3, 4, 5 năm rồi mà vẫn đi lấy sản phẩm của người khác để mình bán thì giống như là gọi là đi nuôi con của người khác, và cái tư tưởng của bạn nó chưa đủ lớn và bạn chỉ biết cách, thì bạn hãy đi về B-training, các bạn học thì các bạn sẽ biết cách. Ở B-training là mình chỉ cho những bạn là ra kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp và kinh doanh trên những cái sản phẩm của riêng mình. Cái cuộc đời ra kinh doanh đau nhất là đi nuôi con của thằng khác, mà nói cho các bạn biết đau nhất của cuộc đời kinh doanh là đi nuôi con của thằng khác. À, mới lúc đầu là tập tầm thì được, nhưng mà làm là phải lâu và dài mà vẫn đi nuôi con của khác, nghĩa là bạn không đủ lớn, bạn không đủ khát khao, bạn không biết bài, bạn suy nghĩ nhỏ bé, bạn như là bạn kinh doanh kiểu nấp bóp, cái đó gọi là đã ra kinh doanh rồi thì lúc 1-2-3 năm đầu tập tành được, còn sau này chúng ta phải kinh doanh cái sản phẩm của mình chứ. Cái tự hào nhất của người làm kinh doanh nó là ở ngay chỗ đó mà. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nếu mà cái bài học vừa rồi mà các bạn thấy nó rất là tuyệt vời thì bạn comment xuống, bạn rất là tuyệt vời. Mình sẽ nói nhanh nó như vậy, nhưng cái môn sản phẩm nó còn rất là sâu, nó còn rất là sâu nữa. Tuy nhiên ở đây mình chỉ gửi đến cho các bạn một điều rằng là nếu bạn khát khao đi làm kinh doanh thì bạn phải đầu tư về kiến thức, về kỹ năng, về kinh nghiệm nghiêm túc. Đừng, các bạn thấy là một người mà họ muốn làm kế toán giỏi mà họ chỉ làm một cách quơ quơ, làm một cách cho có lệ, học hành không đến nơi thì sao ạ? Thì làm sao mà họ làm kế toán giỏi được, các bạn có đồng ý không ạ? Một cái người cầu thủ mà muốn đá banh giỏi mà không chịu trâu rồi không chịu học hành thì cái người cầu thủ đó là người cầu thủ hạng 2, hạng 3, người ta gọi là hạng bèo, không thể chấp nhận. Và sau này các bạn là người chủ doanh nghiệp, một cái đứa nhân viên mà nó không đầu tư đến nơi, nó không học hành đến nơi thì bạn có chấp nhận nó không? Dĩ nhiên là không rồi. Vậy thì chính bạn là chủ một cái doanh nghiệp đó mà bạn không đầu tư đến nơi, học thì sợ tốn tiền, làm biếng học hành thì làm sao mà chúng ta phát triển được? Các bạn hình dung chưa?
Mình đi là mình đi thẳng vào lĩnh vực của mình, mình cứ đi lòng vòng vậy. Ok chưa? Cái đó là thể hiện chúng ta đang thức thức mà chúng ta không nghiêm túc với việc kinh doanh của mình. Rồi. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai các bạn ghi vào, đó là tiếp theo là chúng ta phải xét tới cái yếu tố cạnh tranh của thị trường. Bước thứ hai là chúng ta xét vào cái yếu tố cạnh tranh. Vậy thì cái sản phẩm của chúng ta làm ở trên thị trường có nhiều người làm chưa? Cái đó người ta gọi là cạnh tranh. À, ví dụ đi, ví dụ ở một cái khu vực này nè, một cái làng xóm này, chúng ta muốn ra mở quán phở mà như thế nào ạ? Mà ở trong cái khu vực này nó đã có gì? Ba cái quán phở rồi. Ví dụ vậy. Ba cái quán phở rồi. Và bây giờ chúng ta ra mở, đó là quán phở thứ tư. Vậy thì liệu rằng các bạn thấy, ví dụ là trong cái khu vực này có khoảng mình ví dụ đi, có khoảng là 10.000 dân cư, 10.000 người. Ví dụ vậy. Mà nó đã có ba cái quán phở rồi. Và bây giờ cái quán phở của chúng ta mở là cái quán phở thứ tư. Vậy một cái câu hỏi đặt ra là nó có quá cạnh tranh hay không? Tức là ba cái quán phở kia nó đã phủ hết cái thị trường này chưa? Hay là nó vẫn còn thiếu? Và cái quán phở của chúng ta ra nó như thế nào ạ? Mọi người vẫn còn dung nạp được quán phở chúng ta ra, giải quyết được cái vấn đề của họ tốt hơn. Chúng ta tìm cái sự cạnh tranh để chúng ta có cái sự quyết định đầu tư làm về lĩnh vực đó cho nó hiệu quả hơn. Còn không nó quá cạnh tranh, nó cạnh tranh vô cùng khốc liệt thì bạn vào lĩnh vực đó cũng được, chứ không phải là không được. Với điều kiện bạn phải tìm kiếm cái sự khác biệt và vô cùng khác biệt, nó phải đột phá. Còn không thì sao ạ? Còn không thì bạn sẽ như thế nào ạ? Còn không là bạn sẽ ra một thời gian là bạn như thế nào ạ? Bạn tiêu tan liền. Đặc biệt là mình thấy cái phong trào hiện nay mình vui lắm, mình rất là vui. Có rất là nhiều bạn có hỏi chúng ra mở quán cà phê, hỏi chúng ra mở quán cà phê. Cách đây mấy ngày có một bạn hỏi mình là em sang lại quán cà phê của người ta 60 triệu .. Và cái bạn đó là lúc xưa mình đã hỏi rồi, mình đã nói rồi, nhưng mà vẫn cứ làm. Nếu mà các bạn chọn kinh doanh quán, mở một quán cà phê, tại sao cái mô hình quán cà phê mình ít hướng tới các bạn? Vì nó bỏ ra cục tiền rất là lớn mà thu lại như thế nào 15.000 ly. Chừng nào mới thu lại vốn, cái mô hình đó là kiếm sống chứ không mô hình đó không phải làm kinh doanh. Chừng nào chúng ta mới làm bự được. Dĩ nhiên cũng làm bự được, nhưng mà không phải, chúng ta phải tính ra một cái bức tranh khác. Chúng ta phải tính ra một cái bài kinh doanh khác về cà phê thì chúng ta mới ra chúng ta làm cà phê. Còn mà cứ mô hình cứ mà ra mở quán rồi bán còn tự nhốt mình vào cái quán đó cho nó được cái gì? Cái câu hỏi ở đây là, cái câu hỏi ở đây mình muốn hỏi các bạn rằng là các bạn đã nhìn thấy trong cái lĩnh vực mình chọn á, các bạn thấy nó như thế nào? Nó có cạnh tranh hay không? Để nhiều người ra làm hay không? Và cái sản phẩm của chúng ta, cái dịch vụ của chúng ta, lĩnh vực của chúng ta kinh doanh, nó có một cái gì khác biệt hay không? Bởi vì khi mà cái lĩnh vực bạn nó thực sự khác biệt á, thì đúng là bạn giảm yếu tố cạnh tranh ghê gớm lắm. Giảm yếu tố cạnh tranh. Ví dụ như là quán phở của bạn nó vô cùng đặc biệt, nó vô cùng ngon, nó vô cùng tuyệt vời. Và ở cái khu này nó đã có ba cái quán phở rồi, nhưng mà ba cái quán phở kia nó cái sự khác biệt nó không bằng hoặc là nó riêng biệt so với bạn, thì cái yếu tố cạnh tranh nó giảm đáng kể liền. Tại sao vậy? Tại vì người ta đi ăn quán phở ở bên kia rồi hôm sau người ta vẫn đi ăn quán phở bên bạn, bởi vì quán phở bạn nó có một cái trải nghiệm riêng. Và quán phở bên kia nó có một cái trải nghiệm liền, nên cái người khách hàng họ muốn trải nghiệm cả hai nơi. Còn nếu mà phở các bạn vẫn cứ na ná như quán phở kia là tiêu, bạn ra sau là bạn tiêu liền. Nó là nếu mà nó thật sự cạnh tranh thì bạn phải đi tìm cái yếu tố khác biệt, bạn phải suy nghĩ ra cái cách khác biệt. Còn nếu mà bạn không suy nghĩ ra cái cách đó mà bạn vẫn cứ đầu tư, bạn nhắm mắt nhắm mũi như làm là bạn tiêu liền, bạn tiêu tan liền, bạn không thể giải quyết được. Nhiều bạn đang kinh doanh thiếu kiến thức, cứ nhắm mắt nhắm mũi làm đại, bỏ tiền ra làm đại, gọi là kinh doanh theo bản năng.
kinh doanh một cách rất là hồn nhiên, vô cùng hồn nhiên, mình gọi là hồn nhiên như một ngọn gió vậy đó. À, và các bạn biết gió nó bay rồi là nó tiêu, tiền bạc bạn bỏ ra rồi là nó tiêu tán luôn. À, nên là các bạn cần phải nghiêm túc trong cái việc này. Chào bạn Nguyễn Tâm bên kênh YouTube, chào bạn Vũ A Lan, chào bạn Ngọc Trâm Huỳnh. À, các bạn giới thiệu về các bạn đi, các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để gieo hạt đến cho mọi người, để mọi người biết. À, các bạn thấy chưa, các bạn ngày nay mà lên Facebook các bạn mình, các bạn thấy mình đang tạo ra một cái chiến dịch là tặng sách vượt biển lớn đó, tặng miễn phí cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước, các bạn thấy không ạ? Liên tục gieo hạt, mình liên tục gieo hạt mình khắp nơi, mình in cái quyển sách vượt biển lớn ra nè, ok chưa? Và tặng gì, mình không có tặng cái sai, mình lấy quyển sách nó bị rớt. À, mình không phải là tặng file đâu, tặng nguyên bản cái quyển sách này nè. Bạn nào tham gia chiến lược đó là mình tặng nguyện cái quyển sách này, các bạn viên đất nước. Bạn nào thực hiện đúng điều kiện là tặng. Các bạn liên tục gieo hạt. À, các bạn biết không ạ? Liên tục gieo hạt khắp mọi miền đất nước. À, thì chúng ta ra kinh doanh là chúng ta, cái người nào mà có khả năng gieo hạt, mình chia sẻ cái livestream này về nhà cho các bạn thì các bạn cũng chia sẻ cái livestream đến cho người ta, thì cái đó là cái cách các bạn gieo hạt. Và khi các bạn gieo hạt thì người ta quý với bạn, người ta sẽ đến với bạn nhiều hơn, người ta trân trọng bạn hơn. Rồi, cái yếu tố thứ ba. Chào bạn Đức Mai Phục, ok. Chào bạn Tình Giàn Giáo, ok. À, rất là nhiều bạn. Hãy giới thiệu về các bạn, hãy giới thiệu cái khu vực bạn đang làm, hãy giới thiệu cái nơi bạn đang sinh sống, hãy giới thiệu lên trên cái live stream này để mọi người cùng biết về bạn. Và chúng ta hãy bắt đầu đi các bạn ơi, và chia sẻ live stream này về nhà các bạn. Tiếp tục, thứ ba là chúng ta phải xem xét lại cái yếu tố tiền nong, tiền bạc, tiền nong. À, bạn phải xem cái túi của mình trước khi ra kinh doanh, và là phải xem cái túi của mình, cái túi của mình có bao nhiêu tiền, bạn cái bao nhiêu tiền đó bạn sống được bao lâu. Bạn phải nhớ vậy. Nhiều người sai lầm ở một cái chỗ rằng là cứ nghĩ ra làm là nó sẽ có tiền về liền. Không phải, phải tách biệt hai việc đó ra. Tách biệt hai việc ra. Mất hết một thời gian rất là lâu thì bạn mới có được cái khách hàng và tiền để đủ trang trải cho cuộc sống. Nó không giống như mà bạn nghĩ rằng là ra làm là nó có tiền liền. Đó là bạn phải chuẩn bị tiền nong, tiền để túi để sống, tiền để sống. Nếu tháng đầu tiên không có một khách hàng nào thì bạn có tiền sống hay không? Tháng thứ hai không có khách hàng nào, bạn đủ tiền sống không? Vậy thì bạn đủ tiền sống. Nếu không có một người khách hàng nào thì bạn đủ tiền sống được mấy tháng? Còn nếu không, có nhiều người ra vui lắm, đi ra một thời gian không đủ tiền sống, thế là như thế nào à? Thế là đi làm lại. À, thế là bắt đầu đi làm lại, nghĩa là thiếu cái sự tính toán. Hồi nãy mình nói lại cái câu đó, đó là kinh doanh một cách rất là hồn nhiên. Ra kinh doanh một mà những người làm hồn nhiên thì những người không thể làm được. À, cái bản năng của một người làm kinh doanh là phải luôn gì, là phải luôn có cái hạch A, có hạch B, có hạch C bài bản mà. Làm gì có chuyện mà đi ra kinh doanh một cách rất là hồn nhiên nó như vậy được. À, nên phải xem xét lại cái chuyện tiền nong. À, tiền cho cuộc sống, tiền cho đầu tư vào cái A, cái B, cái C. À, các bạn làm chung chưa? À, và bao nhiêu chúng ta sẽ trang trải được bao nhiêu cho cái cuộc sống sắp tới. Cho bạn Nam Phan, gieo càng nhiều càng tốt thầy, chắc chắn rồi em. À, một hàng lúa chúng ta gieo xuống thì bắt đầu nó nở cây mầm lên và bắt đầu nó mới lớn ra, chắc chắn rồi. Thì chúng ta mới có mùa bội thu. Làm ăn kinh doanh cũng vậy, chúng ta phải biết gieo thì chúng ta mới có thu được, không gieo làm sao chúng ta có thu. À, các bạn có hình dung ra cái chuyện tiền nong chưa? À, nên là cần phải có một cái bản kế hoạch chi tiết về tài chính, và phải đo lường được cái khoản tiền trong cái túi của mình, những cái gì mình có sẵn. Nếu mà mình chưa có tiền mà mình muốn ra khởi nghiệp vậy thì cái cách đi nó như thế nào? Nếu mà mình có một khoản tiền thôi 10 triệu, 20 triệu mà mình muốn ra làm kinh doanh thì cái cách đi nó như thế nào? Và
Nếu mà mình đang có 100 triệu, 200 triệu trong tài khoản và mình muốn ra làm kinh doanh thì cách đi nó như thế nào? Và mình lưu ý hồi giờ mình lưu ý những bạn đang có tiền nhiều, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu mà ra khởi nghiệp, thì mình lưu ý những bạn này phần lớn, những bạn này một thời gian là mất sạch tiền. Những bạn không có đồng tiền nào ra khởi nghiệp thì lại tuyệt vời, tại vì những bạn nó không có cái gì để mất. À, còn những bạn mà đang có tiền nhiều á, là các bạn rất là dễ bị mất tiền, bởi vì những ngày đầu bạn không có biết cách và bạn tiêu tiền dễ lắm. Có tiền tiêu thì ai tiêu không được. Đâu cần bạn phải ra khởi nghiệp rồi bạn thể hiện cái bản lĩnh tiêu tiền của bạn đâu. À, các bạn thấy không? Có tiền thì một người làm công nhân mà họ có nhiều tiền họ tiêu cũng được. Có tiền là một cái đứa bé 10 tuổi nó đã biết tiêu tiền rồi. Vậy mà bạn gì à? Bạn lấy 200 triệu ra rồi bạn mang cái mác là khởi nghiệp để bạn tiêu sạch tiền. Thì những cái người đó mà nói các bạn rất là cẩn thận, không khéo á, là bạn trở thành một cái nỗi nhục lớn lắm. Nỗi nhục đối với gia đình. Mang tiếng ra khởi nghiệp một thời gian mất sạch tiền. Bạn mang một nỗi nhục, bạn mang một sự xấu hổ lớn. Bởi vì trong túi có tiền mà làm không được. Rồi còn mất sạch tiền, rồi xong rồi nói tiền. Rồi nói kinh doanh khó lắm. Rồi có những bạn tệ hại hơn là bán đất để ra làm kinh doanh. Bán đất đai, kêu ba mẹ cầm nhà cửa ra làm kinh doanh. Đó là những cái người mà kinh doanh không biết cách. Đó là cái chuyện tiền nong là phải cẩn thận. Và nếu mà bạn nào đã bạn rớt vào những cái hành vi đó, rõ ràng bạn đang bị lũng về tiền. Bạn chưa có cái phương pháp kinh doanh giỏi về tiền. Và bạn phải gì à? Cần phải rất là cẩn thận ở cái chỗ này, còn không bạn sẽ mất sạch tiền. Rồi bạn có tiền nhiều rồi thế nào? Nếu mà bạn hơn là có tiền nhiều rồi, trước sau bạn cũng mất sạch tiền. Cách đây mấy ngày có một bạn inbox với mình. Cách đây 3-4 năm em ra em làm kinh doanh, đại lý của em nó lên cả 100 người. Bây giờ kinh doanh riết rồi, bây giờ đại lý em nó tèo lằn. Bây giờ nó còn có nhiều à, còn có 30 cái đại lý à. À, cái việc kinh doanh của em lúc xưa là doanh số một tháng của em lên cả tỷ tỷ mấy, bây giờ nó khoảng 300-400 triệu à. Và bây giờ bắt đầu nó có xu hướng lỗ nữa chứ, mới ghê chứ. À, các bạn thấy chưa? À, cái bạn đó là cách đây 3-4 năm kinh doanh nó hên thôi. Bạn không có kiến thức kinh doanh, không có kỹ năng kinh doanh, không có kinh nghiệm kinh doanh. Kinh doanh 3-4 năm thì nó lại tốt hơn chứ, tại sao nó lại xấu hơn vậy? Càng kinh doanh nó càng tốt hơn chứ, tại sao càng kinh doanh nó càng xấu hơn? À, vậy thì đó là cái vấn đề gì? Các bạn dùng để mở một cái quán phở mà càng ngày nó càng đông khách hơn thì như vậy mới là kinh doanh chứ. Tại sao càng lâu năm mà cái quán phở nó càng ngày nó càng ít khách đi? Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn như thế nào? Các bạn nó không biết cách. À, các bạn sẽ không biết cách. Đúng thầy, lúc đầu em mình đang đọc cái comment của một bạn. Các bạn chờ mình đọc cái comment của một bạn. Của bạn Tuấn Nguyễn. Lúc đầu em ra làm cũng mắc tiền ngu giống thầy nói. Khi đó em mới thấy phải tập trung nâng cao tài chính lúc đầu hơn. Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn. Cả có hai kênh YouTube và Facebook các bạn như thế nào, các bạn cứ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình đi ạ. Ok, chào bạn Nguyễn Thanh Bình. Tuyệt vời em. Chào bạn Vinh Nguyễn. Ok, tuyệt vời em. Các bạn hình dung chưa? Nó là cái yếu tố tiền nong là cái yếu tố mà các bạn cần phải suy nghĩ, cần phải có kiến thức kinh doanh. Kinh doanh mỗi ngày mỗi tốt ra, chả là kinh doanh mỗi ngày mỗi xấu đi. Nghĩa là cái việc mà bạn đạt được trước kia nó chỉ là hên thôi. Chỉ là hên. Bạn chưa giỏi về kinh doanh. Và ngay cái lúc mà đang làm ăn kinh doanh được thì phải đi đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào cái kỹ năng để chúng ta có. Lúc làm ăn được thì là tự cao tự đại và nói lúc nào cũng bận. Cái lúc làm ăn không được thì bắt đầu là ngồi như thế nào ngồi rên rỉ, ngồi than thở. Ok chưa? Chào bạn Lê Anh Hào. Nay thầy chia sẻ miễn phí hay tính phí rồi thầy? Cái đây là đang chia sẻ miễn phí với bạn. Tính phí thì cái chương trình nó nâng cao hơn, nó đi sâu vào chất lượng hơn. Còn miễn phí thì cái nói về tư duy, nói về cách thức hơn. Ok không?
À, còn khi mà mình tính phí thì mình đi về chuyên sâu hơn, mình coach các bạn, làm cho các bạn kỹ hơn, nắm bắt thời gian của mình nhiều hơn. À, ok, tuyệt vời các bạn. Bây giờ tiếp tục số 4, ghi vào số 4. Xem livestream là các bạn phải ghi, không ghi tập thì ghi trên cái comment. Ghi gì? Ghi để con người bạn nó năng lượng. Ngồi mà xem, cứ ngồi xem như vậy, ngồi hồi nó mất năng lượng, ngồi xem cũng cần năng lượng. Và các bạn thấy mình livestream với các bạn mình cũng năng lượng. Một là các bạn phải comment, hai là các bạn ngồi các bạn ghi chép viết. Ngồi xem như vậy, lỗ tai này nó đi qua lỗ tai này nó quên mất, cái đó là gọi là đi giải trí. Giải trí thì nên tới rạp phim để xem, thì như vậy mới gọi là giải trí. À, còn như thế nào à? À, còn như thế nào à? Còn chúng ta xem livestream là chúng ta phải gì? Chúng ta phải tập trung vào. À, bạn Quốc Thái, em đang làm hòn non bộ tranh đá và kinh doanh kiếm tiền tự động trên mạng xã hội, ok chưa? Ok chưa? Vậy là cái việc kinh doanh của em nó không tốt rồi bạn Thái ơi. Nói kinh doanh tranh đá này kia mà còn đi làm lòng vòng mấy cái đa cấp, vậy mà cũng gọi là kinh doanh, cái đó gọi là làm lẹt phẹt và chưa biết cách kinh doanh. Kinh doanh phải tập trung vào sự nghiệp của mình chứ, đi làm vừa nói giới thiệu kinh doanh nhưng mà cái thứ hai là nói đi làm đa cấp thì cái đó không được gọi là kinh doanh, cái đó gọi là đi kiếm tiền, đi 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 kiếm tiền lòng vòng được đồng nào thì được. Các bạn hình dung chưa? Kinh doanh là phải đi xây dựng sự nghiệp cho mình và phải xây dựng nghiêm túc. À, lúc đầu là 3 nhân viên, rồi làm sao chúng ta lên 5 nhân viên, 10 nhân viên, 20 nhân viên, 50 nhân viên, rồi doanh thu lúc đầu là 100 ngàn, 100 triệu một tháng, rồi lên 200 triệu, rồi 500 triệu, rồi 1 tỷ, rồi 2 tỷ, rồi 10 tỷ một tháng. Như vậy mới gọi là kinh doanh. Kinh doanh cái kiểu gì mà nó giới thiệu là nói là kinh doanh non bộ, cái cảnh rồi sau cái lòi ra là em đang đi làm future net, rồi kiếm tiền tự động trên internet. Cái đó là cái đặc cấp. Cái đó là những người mà không biết cách kinh doanh mới đi làm lòng vòng. Các bạn hình dung chưa? Nên là mình luôn nói với các bạn ở đây này là chúng ta đã ra kinh doanh làm chủ là chúng ta phải làm nghiêm túc và xây dựng công ty chúng ta nó càng ngày nó càng lớn lên. Đừng có đi làm mấy cái việc lòng vòng nó như vậy. Còn đã đi làm đa cấp thì tập trung đi làm đa cấp đi. À, vừa kinh doanh vừa đi làm đa cấp không giống cái gì hết. À, đa cấp là gì? Là cái công ty của người khác. Và bạn đi làm thì chẳng qua là bạn là nhân viên kinh doanh của cái công ty đa cấp đó thôi. Các bạn nghe chưa? Vậy mà cứ ăn nói hay về cái công ty đó nghe bất mệt. Cuối cùng bạn chỉ là một cái thằng nhân viên kinh doanh của cái công ty đa cấp đó thôi chứ không có cái gì hết. À, còn ở đây là chúng ta đang nói về là xây dựng doanh nghiệp, là hai cái mô thức nó hoàn toàn nó khác biệt nhau, ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp chưa? À, cái thứ tư là chúng ta tìm lời khuyên của những người đi trước. À, ok, chào bạn Tuyền Nguyễn. Tìm lời khuyên của người đi trước. À, tại sao có rất là nhiều người đi trước họ có kinh nghiệm? À, ok rồi, chào bạn Huy Phan. Tại sao chúng ta có rất là nhiều người đi trước họ có rất là nhiều kinh nghiệm? Họ đã đi rồi, họ đã từng trải rồi, họ đã trả giá rồi, họ đã thấm mồ hôi cho cái việc đó rồi. Các bạn nên nhớ, để học được một bài học, một cái người đi trước họ có được một cái bài học đó, các bạn nên nhớ là họ phải tập trung rất là nhiều thời gian, rất là nhiều xương máu. Họ như thế nào à? Họ phải qua rất là nhiều trải nghiệm họ mới có được cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà chúng ta ra kinh doanh là chúng ta lại bỏ lời khuyên của những người đi trước, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta kinh doanh một cách rất là hồn nhiên. Chúng ta một kinh doanh một cái cách nó như thế nào à? Kinh doanh một cái cách mà chả biết tay ta nó là cái gì. Các bạn có đồng ý với mình rằng là các bạn mua một cái máy tính mới về, ví dụ các bạn mua cái MacBook đi. Mình ví dụ giống như cái MacBook của mình nó như vậy đi. Lần đầu tiên bạn mua cái MacBook, bạn khó sử dụng không? Khó. Vậy thì cái cách nào nó nhanh? Đi tìm cái người mà họ đã sử dụng MacBook lâu ngày rồi đó, hỏi họ nó đi có nhanh không? Rồi cực kỳ nhanh. Các bạn có đồng ý đó điều này với mình không ạ? À, cực kỳ nhanh gọn. À, cái trinh sát dấu bằng tay đừng có làm mà bạn Diễm Châu ơi. À, cái đó là cái sản phẩm bán có một lần à.
Cái ở trên đời giải nhất là đi làm cái sản phẩm mà bán có một lần mà giá thấp. Cái sản phẩm nào mà bán một lần là phải bán giá cực kỳ cao. Ví dụ như bạn đi bán cái máy bay. À, các bạn dùng chưa? Trong đời người ta chỉ có một lần có thể là người ta mua máy bay đó thì người ta bán rất là cao. Hoặc là xe sang. Đừng có bán cái sản phẩm gì mà cái giá thấp mà bán có một lần. À, bản thân cả gia đình mình là test dấu vân tay này, test xong rồi biết rồi chưa? Thỏa mãn rồi quăng đó thôi. À, nó là nếu mà đi mở một cái công ty mà đi kinh doanh cái danh sách cái vân tay không thì cái đó gọi là kiếm cơm. Chúng ta phải mở một cái doanh nghiệp mà chúng ta phải vẽ ra được một cái bức tranh cho 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau. Chứ còn cứ kinh doanh cứ nhìn thấy cái trước mắt thì cái đó được gọi là đi kiếm cơm, không được gọi là đi kinh doanh. À, các bạn nhận ra điều này chưa? À, ok, chào bạn Trang. À, nên là chúng ta cần phải tìm lời khuyên của người đi trước. Để các bạn có đồng ý với mình rằng là khi bạn đã đi qua một lĩnh vực nào đó đó thì bạn có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó mà. Các bạn có đồng ý với mình là điều nào không ạ? À, chỉ cái việc gì à? À, chỉ cái việc gì à? Chỉ cái việc mà bạn sử dụng cái máy laptop thôi là bạn đã người sử dụng trước, là bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi. Đừng có nói rằng là đi kinh doanh nó rất là nhiều bài học xương máu ở trong đó. Mà chúng ta ra kinh doanh chúng ta cứ như thế nào à? Chúng ta cứ lò mò tự làm một mình, làm sao mà làm được? Bạn trả giá lớn lắm. Bạn trả giá lớn vô cùng. Nên là bạn phải gì à? Bạn phải cần phải tìm lời khuyên của những người đi trước, những người họ đã đi trước chúng ta rồi. Nhưng tìm phải tìm đúng người. Tìm nhiều người không bằng cách tìm đúng người. Em kinh doanh có học tiếng Anh được không thầy? Không, tiếng Anh thì tuyệt vời. Bạn Trang đã chọn đúng cái sản phẩm tuyệt vời rồi. Từ từ để mình đọc của bạn Ngoan. Em tìm mà xung quanh không có ai làm kinh doanh hết. Cha mẹ bà con họ hàng không có ai thành công trong kinh doanh cả. Nên tìm mãi mới gặp thầy. Ok bạn Ngoan. Như vậy thì các bạn mới là nỗ lực. Như dù cái câu hỏi của bạn Ngon á, bạn nói rằng là chung quanh bạn không có ai làm kinh doanh hết, anh chị em không có ai làm kinh doanh hết, thì cái điều đó nó làm cho chúng ta nỗ lực hơn. Chúng ta cần phải có một cái sứ mệnh rằng là làm sao bắt đầu từ đời của chúng ta phải ra làm kinh doanh, chúng ta phải ra làm chủ. Tại sao bao nhiêu đời mà như thế nào, bao nhiêu đời rồi mà trong gia đình mình không có ai làm kinh doanh, thì cái cơ duyên đó nó sẽ trao đến cho ta thôi. Cái đây là cái điều chắc chắn rồi. Nên các bạn phải tìm lời khuyên của những người đi trước, những người, nhưng mà mình đã nói tiếp rồi, học nhiều thầy không mà học đúng thầy. Như thế nào là chúng ta tìm đúng thầy? Là cái người họ rất là đam mê, họ rất là tập trung trong lĩnh vực đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ đã có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực đó rồi. Các bạn hiểu chưa? Và cái thứ ba, ok chưa? Là họ đã chia sẻ cho rất là nhiều người, họ giúp cho rất là nhiều người từng bước đã làm thành công. Thì chúng ta phải tìm những con người đó để chúng ta tiếp cận. Và trong show này của chúng ta nó có nhiều người như vậy không? Rất là nhiều người. Nhưng mà các bạn phải không khéo, có những người họ tạo ra cái bẫy đó, họ kiếm tiền, họ make money từ bạn, thì các bạn phải khéo đó. Thì các bạn chỉ cần tìm đúng ông thầy thì ông sẽ tư vấn cho các bạn thôi, không có gì đó. Đó là cái điều thứ tư, là các bạn phải tìm lời khuyên của người đi trước. Các bạn cứ vô đây tìm lời khuyên của người đi trước, tìm lời khuyên của những người có kinh nghiệm. Và ở đây là các bạn phải tìm đúng người. Phải tìm đúng người. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn tới cái điều thứ tư. Bạn nào có cái câu hỏi nào thì cứ comment xuống cho mình. Cứ comment xuống cho mình. Bạn nào có câu hỏi nào thì cứ comment xuống cho mình. Tiếp tục. Thứ năm là trước khi ra làm là chúng ta phải viết cho mình một cái bản kế hoạch kinh doanh. Hãy viết cho mình một cái bản kế hoạch kinh doanh. Các bạn mà không viết
viết gì à? Viết cho mình một cái bản kênh kinh doanh để gì à? Viết, phải viết ra. Nhiều người ra làm kinh doanh cứ nghĩ ở trong đầu. À, các bạn cứ nghĩ nó ở trong đầu. Chào bạn Ma Nhung, ok em. Bạn cứ để nó ở trong đầu không à? Mà bạn không chịu ngồi bạn viết nó ra. Bạn phải viết ra là mình kinh doanh cái gì. À, cụ thể cái sản phẩm đó là sản phẩm nào, phải viết nó ra. Giá thị trường đang bán bao nhiêu, mình dự kiến là bán bao nhiêu, chi phí làm ra nó là như thế nào, bán như vậy chúng ta có lãi không, bán bao nhiêu cái thì chúng ta huề vốn, .. rất là nhiều cái. À, bạn Phúc mới đi ăn tiệc công ty về, mình cũng mới đi ăn đám cưới về đây. À, các bạn có nhận ra không? Phải nhận ra cái điều đó. À, phải tính toán ra được rồi chúng ta cần sắm sửa cái gì. Thị trường của chúng ta là ở đâu, khách hàng của chúng ta là ai, phải viết ra. Chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Một cái bản cách từ A tới Z. Được cái cách tìm kiếm khách hàng như thế nào? Cái cách làm sao để chúng ta bán hàng? Khách hàng của chúng ta là khách hàng ở khắp mọi miền đất nước hay là khách hàng ở tại chỗ, tại địa phương của chúng ta? Cái cách nào để sản phẩm chúng ta tạo ra khác biệt? Rất là nhiều thứ. Các bạn thấy không ạ? Rất nhiều thứ, rất là tuyệt vời. À, các bạn phải học cái cách để viết các bạn kinh doanh ra. Và khi chúng ta viết ra, chúng ta mới biết rằng chúng ta đang yếu cái gì, chúng ta đang, nguồn lực chúng ta đang có hiện tại là gồm những cái gì, chúng ta đang khâm khuyết cái gì, và làm cách nào đó để chúng ta như thế nào à, để chúng ta không còn khiêm khuyết nó, làm cách nào đó để chúng ta hoàn thiện những cái kỹ năng đó. À, các bạn nào hồi nãy giờ xem livestream này thì cứ nhớ chia sẻ livestream này về nhà các bạn, tát bạn bè mình vô, những đứa nào nó đang ra làm kinh doanh mà nó lòng vòng quá, hãy tát nó vô, nó muốn ra làm kinh doanh mà nó không chịu học hành á, hãy tát nó vô. Đứa nào đang làm kinh doanh mà nó thất bại, nó phá sản rồi, nó hãy tát nó vô để nó nghe, nó biết, gieo hạt cho tụi nó đi. À, ok chưa các bạn ơi? À, và các bạn làm kinh doanh á, phải viết nó rất là thực tế, phải viết nó là của mình á, chứ không phải là ở đây các bạn đi báo cáo, các bạn đi thi cử với ai đâu mà các bạn làm ra một cái bản hành kinh doanh cho nó đẹp. Không phải, các bạn ở đây là không phải cho nó đẹp. Cái bản hành kinh doanh ở đây là để mình nhìn thấy ra được cái bức tranh thật sự của mình nó là cái gì. À, chứ phải là làm bản kinh doanh nó đẹp đâu. À, để chừng cuối cùng của các bạn hành kinh doanh là chúng ta phải gì à? Phải thấy ra được là điểm mạnh của mình nó là gì, cái nguồn lực mình đang thiếu sót là gì, cái kế hoạch chi tiết mình cần hoàn thiện những cái nguồn lực đó là gì, cái cách làm sao để chúng ta bắt đầu, làm sao để chúng ta thâm nhập thị trường. À, rồi sao nữa, rồi sau khi viết bản kinh doanh xong thì các bạn làm gì? Mọi người trả lời đi, sau khi viết bản kinh doanh xong thì các bạn làm cái gì? À, các bạn làm cái gì các bạn? À, sau khi viết bản kinh doanh xong thì các bạn làm gì? Các bạn nào nói đi. À, thầy ơi, em tên là Lian, em ở Đắk Nông, em muốn kinh doanh điện thoại, mong thầy có ý kiến. Mình không có ý kiến gì hết, mình không biết gì về bạn nên mình không có cái ý kiến gì hết. Thầy ơi, khi viết kế hoạch nhiều khi mình không nhìn ra được hết điểm mạnh điểm yếu của mình, thì mình nên làm gì? Nên ngồi với người có kinh nghiệm hỏi cốt mà chúng ta dâng ra hết, ngồi một mình biết mình mạnh mình yếu cái gì chết liền luôn á. À, biết mạnh yếu gì là chết liền luôn. À, có một bạn kia để mình kể cho bạn nghe. Ừ. À, có một bạn kia học cái chương trình kinh doanh của mình rồi về, rồi bắt đầu ra làm kinh doanh. À, và bắt đầu ra làm kinh doanh. Và khi mà những ngày đầu bạn ra bạn làm kinh doanh thì bố của bạn cứ la bạn hoài, la bạn hoài rồi còn nói mày tao nói mày không nghe, mày ra mày làm kinh doanh, ok chưa, .. đủ thứ hết. À, hôm đó bạn mới như thế nào à,
bố của bạn mới mời chú mời những người bà con tới ăn cơm trưa, rồi xong bắt đầu mới nói với bạn, và ông chú nói rằng là mày biết mày mạnh cái gì không, mày biết mày yếu cái gì không, là mày mày đòi mày ra mày làm kinh doanh. Bạn đó bạn bực mình quá, tại hôm nay bị ba tra tấn chú rồi, tra tấn nhiều quá mà bạn mới nói như vậy nè. Bạn kêu con nói thật với ba, con nói thật với chú hả, ba với chú biết con mạnh cái gì chết liền luôn á, ba với chú biết con yếu cái gì chết liền luôn á, con còn không biết con mạnh cái gì, con không biết con yếu cái gì mà làm sao ba mẹ biết được, và tại sao cho tới giờ này gần 30 tuổi đời con cũng biết con mạnh con yếu cái gì không, bởi vì ba mẹ không cho con làm cái gì hết, làm cái gì cũng cản hết, rồi bây giờ hỏi mạnh với yếu đố mà ai biết con mạnh yếu cái gì chết liền luôn, con cũng không biết á. Bây giờ con muốn ra làm kinh doanh để con biết con mạnh con yếu cái gì mà ba mẹ suốt ngày cứ cản, rồi bây giờ hỏi cái câu đó, bây giờ con hỏi lại ba mẹ ai cũng ngỡ ngàng hết. Các bạn thấy chưa, thường thường là chúng ta không trải nghiệm nhiều thì chúng ta không biết chúng ta mạnh hay yếu chỗ nào đâu. Hãy làm đấy, bạn viết bản kế hoạch kinh doanh xong thì bạn làm cái gì, cái câu hỏi tiếp, viết bản kế hoạch xong thì làm cái gì các bạn ơi, nói đi cho mình nghe đi, comment xuống đi, viết bản kế hoạch xong thì làm gì. Mình viết bản kế hoạch kinh doanh xong thì mình như thế nào, mình đi tìm những người như thế nào, tìm những người có kinh nghiệm, mình ngồi với họ. Các bạn nhớ chưa, các bạn ở bên kênh YouTube thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký, rồi các bạn bấm cái chuông để mỗi khi mình livestream thì nó sẽ báo lên nhà các bạn. Các bạn bên kênh Facebook thì các bạn như thế nào, các bạn bấm vào cái theo dõi livestream á, thì khi mình livestream nó sẽ báo về nhà các bạn, còn không nó sẽ không có báo. Các bạn làm cái việc đó đi, làm hết sức tận tâm, không được cho mình coi như là cống hiến rồi rồi sẽ có được bài học, ok chưa, hãy hỏi những người đi trước thôi, ok chưa. Rồi các bạn hình dung ra điều này chưa, khi mà chúng ta như thế nào, chúng ta đã xong cái bài cần cái nhanh rồi thì chúng ta làm cái gì, các bạn chúng ta làm cái gì, chúng ta đi gặp những người có kinh nghiệm và ngồi với họ để họ chất vấn của chúng ta, họ hãy hỏi chúng ta, những người mà chất vấn chúng ta tuyệt vời là những người họ luôn hỏi chúng ta những cái câu hỏi làm cho ta nhức cả cái đầu, còn cái những người mà tới mà cứ xem rồi khuyên có bấy này khuyên có bấy kia thì không ok, họ phải chất vấn để chúng ta ra được cái idea của chúng ta, ra được cái cách làm của chúng ta, chứ không phải là cứ ngồi khuyên mày nên làm này mày không nên làm này, ok chưa. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Vậy giờ là vừa rồi mình đã chia sẻ bạn đến cái điều thứ năm, mình nói lại là điều thứ nhất là gì ạ, hãy tìm cho chúng ta một ý tưởng, một sản phẩm, một dịch vụ gì đó tốt. Cái điều thứ hai là gì ạ, hãy tính toán, hãy xem xét đánh giá được cái sự cạnh tranh của thị trường. Cái điều thứ ba là gì ạ, hãy xem tới yếu tố tiềm năng. Cái điều thứ tư là gì ạ, tìm lời khuyên của những người như thế nào, những người đi trước, tìm những người thầy đã có rất là nhiều kinh nghiệm va vấp. Lời khuyên thứ năm đó là hãy viết cho mình một cái bản kế hoạch kinh doanh, ok chưa. Tìm người kinh doanh cùng ngành hay kinh doanh lĩnh vực khác được, ok, miễn là họ giỏi về kinh doanh là cũng 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 được em, miễn là họ giỏi về kinh doanh họ sẽ chắc chắn em. Rồi chúng ta còn còn bao nhiêu ý nữa, còn tới 5 điều nữa, hôm nay có tới 10 điều là lặng mà còn tính 5 điều nữa. Điều thứ sáu thì mình sẽ nói các bạn về cái làm sao chúng ta khảo sát, điều tra, nghiên cứu thị trường. Điều thứ bảy mình sẽ nói đến các bạn là cái cách làm sao để chúng ta huy động vốn. Điều thứ tám là chúng ta hãy bắt đầu ra mở một phần công ty, ok chưa. Điều thứ chín là chi tiêu, và điều thứ 10 là đo lường mọi việc. Và nếu còn thời gian nữa mình sẽ nói tới điều thứ 11, điều thứ 12, chấm 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 chấm, ok không ạ. Vậy thì bây giờ mình dành ra một ít phút để mình giới thiệu về các bạn, mình quảng cáo về các bạn. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân B Training. Cái chữ B Training, cái chữ B Training nó hơi ngược đúng không ạ. Và hiện tại thì mình có sở hữu những cái quyển sách sau, cái quyển sách sau, quyển thứ nhất là cái quyển Vượt biển lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai
là cái quyển gì à? À, cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. À, cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi nó chứa 101 bài học trong kinh doanh, và quyển thứ ba là quyển Bán Hàng Online Ngay. À, cái ở đây chỉ cho bạn 101 cái cách làm kinh doanh, ba cái quyển sách do mình viết. Cái quyển thứ tư là cái quyển Beyond the Way, là cái quyển này là cái quyển tiếng Anh. Vậy thì ngay bây giờ khi đang xem livestream này, bạn nào mua ba cái quyển sách này, sở hữu ba cái quyển sách này trên khắp mọi miền đất nước, giá ba cái quyển sách này là 330.000, sẽ gửi đến nhà các bạn, phi ship cho các bạn đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn, phi ship. Các bạn chỉ cần cho số điện thoại, sách sẽ được ship đến nhà các bạn. Ok, bạn nào sở hữu ba cái quyển sách này thì các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group đó chỉ dành cho những người đang chia sẻ về, đang sở hữu về quyển sách. Và trong group đó, mọi bài viết về kinh doanh, mọi chia sẻ về kinh doanh thì mình như thế nào à? Mình đều add vào trong cái group đó. Mình đều add vào trong cái group đó. Và mình sẽ chia sẻ chuyên sâu các bạn về trong cái group đó. Mình sẽ chia sâu. Rất là đơn giản. Bây giờ các bạn hãy comment số điện thoại xuống. Tiền giao về tới nhà mới thu tiền. Các bạn thấy tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Và bạn được add vào trong cái group đó. Và bạn mà cái group đó hiện tại là khoảng 600 người rồi. Các bạn được giao lưu, kết nối, rồi mình chia sẻ cái lớp học về kinh doanh và khởi nghiệp ở trong ngay trong cái group đó luôn. Ok, vậy thì ngay các bạn thấy các bạn được học trên khắp mọi miền đất nước. Bây giờ là học online mà, trên khắp mọi miền đất nước, ngồi tại đây và được học khắp mọi miền đất nước luôn. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Sách các bạn đọc bạn hiểu rồi, bạn mình livestream đó thì các bạn lại càng hiểu hơn nữa để các bạn học. Tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay liền, hãy cho số điện thoại vô. Và sắp tới mình sẽ tăng lên đó, mình sẽ tăng giá lên đó cho các bạn biết. Mình sẽ tăng giá. Lúc trước các bạn nào vô group chỉ cần được sở hữu 2 quyển sách thôi, bây giờ muốn vô group là phải 3 quyển sách, bởi vì mọi người càng ngày càng đông lên mà. Và sắp tới phải sở hữu 4 quyển sách thì mình mới cho các bạn vào group. Và các bạn nào đã sở hữu 2 quyển sách rồi, 3 quyển sách rồi mà các bạn không được vào group thì các bạn cứ comment xuống và mình sẽ cho các bạn cái đường link. Và các bạn sẽ trả lời những câu hỏi trong link. Nếu ai đó không trả lời những câu hỏi trong link thì xem như là không được vào. Phải trả lời triệt để 3 câu hỏi trong link thì các bạn mới được vào. Ok chưa các bạn ơi? Rồi, chúng ta lại bắt đầu tiếp. Cái thứ 6 là chúng ta phải điều tra và nghiên cứu thị trường. Nếu các bạn mà không điều tra và nghiên cứu thị trường thì sao ạ? Thì điều tra nghiên cứu thị trường để làm gì? Để chúng ta biết được thật sự cái dòng khách hàng của chúng ta là ai. Chúng ta bán cái sản phẩm gì thì chúng ta cũng phải biết được là cái dòng khách hàng chúng ta là ai. Chứ không phải là chúng ta bán chung chung. Cái người bán chung chung là những người không biết gì về kinh doanh. Chúng ta phải tập trung vào cái phân của khách hàng nào. Và cái dòng khách hàng chúng ta thực sự là ai. Còn nếu mà thầy ơi, qua Tết em lấy 10 quyển bị dân đồ quay, tuyệt vời. Tuyệt vời, bạn Phúc ơi. Được rồi em, tuyệt vời. Chúng ta phải biết thực sự là cái dòng khách hàng chúng ta là ai. Ví dụ như là trong lĩnh vực nè. Mình là giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. Làm chủ doanh nghiệp. Nên mình tập trung vào cái phân khúc khách hàng nào ạ? Là tập trung vào cái giới văn phòng. Cái giới mà họ làm việc văn phòng, chào bạn Đỗ Quốc Văn. Cái giới mà làm việc văn phòng, chào bạn Thiện Bùi Thiên Tạo. Bạn Bùi Thiên Tạo là sở hữu một cái chuỗi về nha khoa. Bạn còn trẻ mà bạn rất là giỏi. Ok chưa? Chào bạn Vinh Nguyễn. Bạn Vinh Nguyễn đang giới thiệu bạn Hoàng Thị Thu Hằng, tuyệt vời. Thì bây giờ bắt đầu mình quay lại tiếp thôi nè. Nghĩa là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải hiểu ra được cái người thực sự khách hàng chúng ta là ai, và bản thân mình là tập trung vào chia sẻ giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp, thì mình tập trung vào cái phân khúc khách hàng là những người gì ạ? Những người là cái giới văn phòng, họ học ra trường, họ đi làm công khoảng từ 3 đến 5 năm và họ thấy cái cuộc sống nó rất là bế tắc, bởi vì hàng ngày cứ đi làm công nó như vậy thôi.
và họ khát khao, họ muốn có nhiều thu nhập hơn, họ khát khao, họ muốn sở hữu công ty, họ muốn trở thành ông chủ giống như cái công ty mà họ đang làm vậy đó. Và thế là họ như thế nào? Họ muốn ra làm kinh doanh khởi nghiệp nhưng mà họ không biết bắt đầu từ đâu. Và mình tập trung vào đúng cái đối tượng khách hàng đó. Cái đối tượng thứ hai của mình là những người đã ra làm kinh doanh một thời gian rồi họ thất bại, họ mất tiền mất bạc và họ vẫn cũng chả tìm ra được cái công thức nào để họ đi lên đó. Và đối tượng thứ ba của mình là đối tượng những người ra làm kinh doanh 3, 4, 5 năm rồi mà họ không có phát triển được, họ cứ đi lòng vòng hoài. Và mình chỉ tập trung vào ba cái đối tượng đó, còn những đối tượng khác mình không có quan tâm. Chúng ta phải biết thực sự đối tượng khách hàng của chúng ta là ai. Và vừa rồi các bạn thấy không ạ? Vừa rồi mình cũng tập trung kinh doanh bất động sản đó. Mình cũng thành lập các dự án bất động sản, các bạn thấy thỉnh thoảng lâu lâu mình chia sẻ lên Facebook á. Thì cái đối tượng bất động sản của mình là mình tập trung vào đối tượng có thu nhập thấp. Đối tượng có thu nhập thấp. Khách hàng của mình là công nhân và giới văn phòng. Nên mình mới tập trung vào cái sản phẩm là từ 1 tỷ đổ lại. Các bạn thấy những sản phẩm mình bán ra nó làm vòng là 400 triệu, 500 triệu, 6, 7, 800 triệu. Tóm lại 1 tỷ đổ lại. Các bạn thấy chưa? Tức là mình phải rất là rõ ràng là mình tập trung vào cái phân khúc đối tượng khách hàng nào. Nếu mà bạn ra kinh doanh mà bạn không xác định ra được cái này, và đó là lý do mà chúng ta phải đi điều nghiên cứu thị trường để đánh giá cái đối tượng khách hàng của chúng ta họ quan tâm như thế nào, ai đang kinh doanh trên thị trường cũng tập trung vào và cái đối tượng khách hàng này. Chào bạn Lộc, Lộc bao bì. Bạn Lộc có cái công ty chuyên về bao bì giấy. Bạn Lộc rất là năng lượng các bạn. Ok chưa các bạn ơi? Nó là chúng ta phải như thế nào ạ? Phải hiểu về cái dòng khách hàng của mình. Ra làm kinh doanh chúng ta không có thể mà làm chung chung làm cho vui được. Thì làm sao mà chúng ta phát triển được? Ok chưa? Rồi. Cái thứ bảy là chúng ta phải có cái năng lực huy động vốn. Có năng lực để huy động dòng tiền mặt. Ra kinh doanh có những lúc chúng ta không cần tiền, nhưng mà có những lúc chúng ta cần tiền kinh khủng. Bởi vì ví dụ có hợp đồng mà chúng ta như thế nào chúng ta không biết cái cách nào để chúng ta có được tiền mặt hết, thì chúng ta phải có cái khả năng mà làm sao để cho người khác họ đưa tiền cho mình. Cái khả năng thuyết phục, cái khả năng trình bày, cái khả năng làm sao những cái người mà xung quanh chúng ta họ đang có tiền, họ không biết làm gì, họ đưa tiền cho chúng ta. Dĩ nhiên, để có được cái năng lực này, bạn cần phải rèn luyện. Bạn để làm sao Để người ta tin bạn, người ta dám đưa tiền cho bạn. Chào bạn Phạm Xuân Phú. Người ta tin tưởng bạn. Chứ bạn là một người, người ta không có tin bạn được. Người ta thấy bạn, người ta cảm giác người ta rất là nghi ngờ. Vậy thì hồi nào mình sẽ mở một cái lớp về cái huy động vốn để cho các bạn biết. Mình sẽ nói cho bạn là 16 cách huy động vốn, và bạn phải luyện như thế nào để bạn đạt được cái huy động vốn đó. Và chúng ta phải huy động vốn. Nếu mà mình mở cái lớp huy động vốn thì bao nhiêu bạn sẵn sàng học? Dĩ nhiên là nó có học phí. Những cái này là gọi là những cái bí quyết mà nó đi từ cái kinh nghiệm của mình. Và bạn, bao nhiêu bạn sẵn sàng học thì comment xuống là tôi sẵn sàng học. Ok chưa? Để các bạn biết chúng ta phải có cái khả năng đó. Còn nếu chúng ta không có khả năng huy động vốn thì các bạn có cái hợp đồng rồi, các bạn có đơn hàng rồi, các bạn không có tiền làm sao các bạn mua vật liệu, làm sao các bạn mua những cái lĩnh vực khác. Bạn Lộc là người sẵn sàng học tuyệt vời. Em luôn đầu tư cho kiến thức. Bạn Lộc là còn rất rất là trẻ. Bạn Lê Anh Hào. Ok tuyệt vời. Bạn Ca Linh. Chưa. Chi phí bao nhiêu thầy em sẵn sàng học. Ok chưa. Bây giờ học đi đã. Chỉ cho huy động vốn mà bây giờ hỏi là kinh phí bao nhiêu.
để huy động vốn phải đi học. Ok, năng lực huy động vốn à, các bạn không hiểu chưa? Chứ còn nếu mà chúng ta có ý tưởng tốt, chúng ta có đơn hàng tốt, mọi thứ ok, nhưng mà không biết huy động vốn, không biết làm sao để có dòng tiền mặt, không biết làm sao để người ta đưa tiền cho mình. Ngoài thị trường thì người ta có rất là nhiều tiền, thì làm sao mà chúng ta xoay sở được à, các bạn nào hiểu chưa? Đó là chúng ta phải biết cái cách. Các bạn thấy luôn, cả cái ông Vượng Vincom ổng cũng huy động vốn, các bạn thấy chưa? Các cái dự án của ổng là ổng huy động vốn hết. Và vào trong lớp đó mình mới nói là cái nghệ thuật người ta huy động vốn như thế nào. Ổng sản xuất cái chiếc xe ổng cũng huy động vốn, ổng cũng huy động vốn, các bạn thấy không? Đầu tư nhà máy xe là 800 triệu đô, tiền đâu có sẵn, huy động vốn hết. Đầu tư các cái dự án bất động sản của ổng lâu đâu có sẵn, ổng huy động vốn từ khách hàng hết. Những người mà thành công, người giỏi là người ta chuyên gia trong huy động vốn, người ta giỏi vô cùng các bạn ơi. Và một cái câu hỏi đặt ra là các bạn có sẵn sàng đầu tư cho cái việc đó không? Hay là nói tới đi học, nói tới bỏ tiền là sợ rút lại, chứ mà đòi phát triển. Đi học để mà biết được cái bí quyết về để gì à? Để làm cho mình có nhiều tiền hơn, mà nói tới là bắt đầu sợ. Tức là không có nghĩ ra được cái đầu tư. Bây giờ mình ví dụ như các bạn nè, bạn muốn có nhiều tiền mà bạn không mua cái miếng đất đó thì làm sao bạn có nhiều tiền được? Ví dụ cái miếng đất nó hiện tại nó có 500 triệu thôi, và bạn phải bỏ ra để sau này bạn bán ra, bạn bán ra được 1.2 tỷ. Bạn có đồng ý ra điều này không? Thì lúc đó bạn mới lãi ra được nhiều, bạn lãi ra được 700 triệu. Mà bạn muốn có 700 triệu mà bạn không chịu bỏ tiền ra mua cái miếng đất đó. Đi học gọi là đầu tư, các bạn hiểu chưa? Được, mình bỏ tiền ra mình học cái kiến thức thức đó. Để về gì? Để về mình ứng dụng cái kiến thức đó để mình đi làm, để nó ra mới nhiều tiền. Mà các bạn lại không chịu bỏ tiền ra để đi học và cứ ngồi mong rằng là mình sẽ có tiền. Cái chuyện đó là chuyện rất là viển vông. Tại sao chúng ta phải đi học? Chúng ta đi học để học, không phải để là biết. Cái người nào đi học mà để biết là người đó không biết cách học. Học để thay đổi, học để giúp gì? Để giúp cho ta cái điều đó trước khi học chúng ta không có làm được, thì sau khi chúng ta học xong chúng ta làm được cái điều đó, nó rất là dễ. Thì như vậy mới gọi là học. Học để biết cái điều chúng ta chưa có tiền, chúng ta làm cho nó có rất là nhiều tiền, thì như vậy mới gọi là học. Còn học để biết thì học làm khí gì? Học để biết lên trên mạng Google tra biết rồi. Học để biết thì học làm gì? Nó là cái người nào mà không sẵn sàng học là người đó họ không có tiền. Giống như cái người nào mà không sẵn sàng mua đất thì làm sao mà họ có tiền nhiều được? Các bạn đồng ý ra điều nào ? Bạn phải nhận ra một cái điều đó chứ. Học để chỉ cho cái cách huy động tiền mà ngồi không dám học thì làm sao mà có tiền được? Vậy thì bạn nghỉ đi kinh doanh đi, và bạn cứ đi làm công cho người khác đi. Tới tháng nó trả cho bạn 5-10 triệu, thế là xong, quên đi cái chuyện đi học kinh doanh. Và cũng đừng có xem cái livestream này là làm gì. Bởi vì cái livestream này là mình nói các bạn đi về. Mình nói cái bạn như thế nào? Mình nói các bạn làm kinh doanh mà, phải làm sao phải đầu tư để có nhiều tiền chứ. Cứ đòi miễn phí không à. Những cái người mà đòi phí á, cái hàng phí là cái hàng không có chất lượng. Các bạn biết khi nào bạn đi cho phí, các bạn biết không? Bạn cứ cảm nhận đi, khi nào bạn cho phi, khi mà bạn ăn không hết đúng không? Hàng á, hoặc bạn thương hại ai đó đúng không? Bạn cho chút thôi đúng không? Còn bạn muốn có một cái chai nước mà ngon lành, bạn có phải bỏ tiền không? Bạn muốn có một cái chiếc xe BMW đẹp, bạn có bỏ tiền không? Có ai đi cho phi cái đó không? Không. Những cái việc rất là đơn giản nhưng mà các bạn cũng không hiểu. Khi nào bạn đi cho phi ai đó, nghĩa là cái đồ đó bạn dư thừa rồi, bạn có rất là nhiều rồi, bạn dư lắm rồi, bạn mới đi cho một chút. Bạn cho một chút thôi, các bạn đâu biết không? Nó là chúng ta phải hiểu ra cái việc đó để chúng ta đầu tư. Ok, tiếp tục. Chúng ta phải sẵn sàng gì ? Cái điều thứ 8,
Cái điều thứ 8 là chúng ta phải sẵn sàng gì ạ? Sẵn sàng quyết đoán và ra thành lập công ty liền. Bạn Lê Anh Hào gọi là phễu. Phễu là cái dùng cái từ của nước ngoài. Mình không xích dùng cái từ của nước ngoài. Cái văn chương của nước ngoài là mấy năm nay gọi là từ, nó du nhập vào, nó nói là phễu phễu. Mình chả dùng cái từ phễu đâu. Mình không có dùng văn chương của người Việt Nam, không dùng văn chương của người nước ngoài. Ok chưa? Tiếp tục. Bạn, cái bước thứ 8 là cái bước đó làm cho bạn sẵn sàng hành động. Nghĩa là bạn sẵn sàng bước ra và mở các công ty liền. Sẵn sàng làm cái bụp liền. Giống như là một cái sự cam kết lao ra làm cái bụp. Tức là bắt mình đi vào cái đường ray liền. Bắt mình leo lên lưng ngựa liền. Lỡ leo lên là chạy liền. Cái bước thứ 8 là chúng ta phải ra công bố với mọi người. Ta làm kinh doanh rồi, ta làm chủ doanh nghiệp rồi. Phải đi nói với mọi người. Thậm chí đi mang giấy phép ra, đi mang cây giấy bút ra, đi thành lập công ty liền. Để làm gì? Để đưa chúng ta vào cái thế luôn. Còn cứ rụt rụt rò rò, cứ chờ chờ là không được. Nó làm cho bạn rụt rè đi. Nó làm cho bạn nó làm cho bạn cà thục cà thò đi. Nó như vậy là không có được. Nó làm cho bạn không có cam kết. Tức là cái bước thứ 8 này là bạn phải nhảy vào luôn. Bạn phải quấn vào luôn. Bạn phải làm cho bằng được luôn. Ý ở đây cái bước thứ 8 nó là như vậy đó. Sắm tay áo lên làm luôn. Sống pha vào luôn. Còn không cứ ngồi rụt rụt rè rè. Cái bước thứ 8 rất là kỹ. Thì bạn hãy đi với những người làm kinh doanh đó. Họ rất là năng lượng. Các bạn thấy như ngày hôm nay mình cũng rất là năng lượng. Ngày hôm nay mình một cái plan của việc mình cả ngày đó các bạn thấy không? Mình còn viết bài, mình chia sẻ trên Facebook. Mình mới vừa đi đám cưới về tức thì luôn. Mới vừa chạy đám cưới về là đi vào nhà là bật lên live stream liền. Đúng rồi, bạn Trà cũng định cho chúng ta lên lưng cọp luôn. Đi cho nó nhanh luôn. Để chúng ta cứ tục tục to to, cứ suy nghĩ, cứ lưỡng lự, chọn vòng 2, vòng 3, hoài. Cuối cùng chúng ta không đâu tới đâu hết. Vậy mới có câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng hành động chưa? Bạn có sẵn sàng hành động với mức năng lượng 100% chưa? Không nhậu đâu bạn Lê Anh Hào ơi. Nhậu xong về ngất ngay đâu có nói được tỉnh táo nó như vậy. Tuyệt vời. Tuyệt vời Lộc ơi. Bạn Lộc á, mình nói cho bạn Lộc là hiện tại đang sở hữu cái công ty bao bì á, ở ngoài Bình Tân đó. Bạn ở miền Tây lên đó. Lộc ở miền Tây lên đó. Một thằng một mình đi bằng hai thằng bàn tay trắng lên đó. Hiện tại công ty bạn rất là thành công đó. Chứ không có phải là bạn có cơ ngơi đồ trước đâu. Cái thời ra khởi nghiệp của bạn nó khổ ghê gớm luôn. Lộc là mình biết từ xưa tới giờ, biết bạn tới giờ tới 5-6 năm rồi. Bạn Bùi Đình Phúc. Bạn Phúc là rất là giỏi. Bạn Phúc là đại gia các bạn ơi. Bạn Phúc rất là giỏi. Bạn đi học ở nước ngoài về, tốt nghiệp ở nước ngoài về, ở bên Singapore 10 năm nhưng mà quyết định quay về nước và đi làm kinh doanh ở trong nước này. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Thành Lào Cai. Tuyệt vời bạn Nguyễn Thành ơi. Nó là các bạn nó nhớ là các bạn mà có những cái người bạn tuyệt vời như vậy thì mình nói là bạn chỉ là thành công và thành công thôi. Bạn Trao quyết định ok chứ dễ mà nói người ta liên hệ với mình. Ok chưa? Nó là nguyên tắc trong cuộc sống, chúng ta có những cái người bạn thành công thì chúng ta sẽ thành công thôi, đường nào cũng thành công đó. Với những cái người bạn tuyệt vời của chúng ta nó như thế nào ạ? Nó sẽ kết nối với chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta khát khao hơn. Và điều thứ 9, chào thầy dạy hay quá, em lâu lâu được nghe một buổi. Em đăng ký, em bấm vào và em đăng ký theo dõi livestream thì mỗi lần mình livestream thì nó bung lên. Ngày mai
Ngày mai là thứ mấy nha? Ngày mai là chủ nhật, mình rảnh ở nhà mình live stream tiếp. Cứ bữa nào mà mình rảnh là mình sẽ live stream. Ok chưa? Chào bạn Phan Trung. À, tiếp tục. Tiếp tục nè. Cái thứ chín là chi phí. Hãy cẩn, cái thứ chín là ghi vô là chi phí kinh doanh. Hãy cẩn thận chi tiêu từng đồng, ghi vô hãy cẩn thận chi tiêu từng đồng. Những cái bạn mà mới ra kinh doanh mà trong túi mà có nhiều tiền là bạn chi tiêu ẩu kinh khủng. À, ok chưa? Tiêu tiền thì rất là dễ, kiếm tiền mới là tuyệt vời. Bạn đừng có trở thành đại gia tiêu tiền nha. À, chào bạn Nguyễn Đức Hòa. Bạn đừng có trở thành đại gia chưa tiêu tiền nha. Bạn hãy trở thành đại gia kiếm tiền. Trong cái lớp làm chủ, mình chia sẻ trong những năm qua vui lắm. Mình gặp toán là đại gia chi tiền không ạ? À, bạn hãy trở thành đại gia kiếm tiền. À, đại gia chi tiền thì ai không chi được. À, nếu mà bạn bỏ ra một đồng thì bạn phải suy nghĩ rằng là chúng ta lấy lại một đồng đó như thế nào. Bản thân mình cũng vậy. Mình kể cho bạn biết, ví dụ như là mình đầu tư vào cái việc ra cái quyển sách này. À, mình ví dụ để bạn để cẩn thận chi tiêu từng đồng. Mình đã nói là tiền bạc làm ra, hãy trở thành những người làm ra tiền tuyệt vời, đừng có trở thành những người tiêu tiền tuyệt vời. Nói đi nói lại với các bạn, phải dứt khoát trong cái tư duy cái chỗ đó. Bây giờ mình ví dụ nè. À, ok, bạn Hán Long Vũ nói là em đã lọc vào thế tiêu tiền đúng không? Mình ví dụ nè. Mình đầu tư vào cái quyển sách này. À, thì mình phải tính toán được. Mình đầu tư vào cái quyển sách vựng lớn này thì mình tính toán là cái công mình viết là bao nhiêu, cái công sức của mình viết. Mình dành buổi sáng sớm để mình viết nó. Cái giờ đó mình không đi gặp khách hàng, giờ đó mình không làm việc với khách hàng, mình dành cái thời gian mình hay viết nó khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng. Thì cái giờ đó đúng không? Mình như thế nào ạ? À? Mình không làm gì hết thì mình dành cái thời gian đó mình đầu tư cho quyển sách tuyệt vời. Cái thứ hai là tiền thiết kế, tiền in ấn. À, tiền in ra bản sách, vì trị giá một bản sách đó là bao nhiêu, và mình phải bán ra bao nhiêu, và bao nhiêu quyển thì bắt đầu mình quay vốn, và bao nhiêu quyển bắt đầu mình có lãi. Các bạn hình dung chưa? Tức là mình phải tính toán và kiểm soát rất là chặt cái việc chi tiêu này để làm sao để chúng ta nhanh nhất thu hồi lại vốn và chúng ta có lãi liền. À, không phải là làm rồi một ngày nào đó nó có, phải tính toán ra rất là chặt chẽ ở chỗ đó. À, em inbox cho mình cái số điện thoại đi bạn Thành Lào Cai ơi. Phải tính toán vô cùng chặt chẽ, phải cẩn thận chi tiêu từng đồng. Và các bạn biết đó là lý do vì sao mà mình ra được 4 cái quyển sách và mình đã bán sách của mình, các bạn biết bán rất là chạy, bán rất là đều trên tất cả các kênh. À, bởi vì đã không đầu tư thôi, đầu tư là phải có lãi. Các bạn phải có cái thói quen đó. Mình mua cái máy MacBook này, các bạn thấy chưa? Là mình cũng có lãi từ nó. Các bạn thấy cái máy MacBook nào à? Hồi đó mình mua là 35 triệu rưỡi. À, kể cả như thế nào à? Kể cả mình mua cái điện thoại nè, cái điện thoại mà các bạn đang dùng livestream trên cái điện thoại này nè, này, là hai cái điện thoại iPhone và nó rất là có lãi. Vì sao có lãi? Mình thấy mua cái điện thoại iPhone nó có lãi hơn cả mua cái này. Mình về mình tính toán ra được cái đó. À, vì sao tính toán ra được? Bởi vì cái điện thoại này mình mua nó khoảng có 20 mấy triệu thôi, nhưng nó mình gọi điện thoại cả ngày, mỗi buổi livestream này nè mình cũng bán sách được, rồi mình dùng cái điện thoại này mình livestream để mình bán những cái lớp học, và thế là nó thu tiền về rất là nhiều. Còn nếu mà bạn mua cái điện thoại này về, bạn bỏ 20 mấy triệu ra, bạn mua một cái điện thoại iPhone, bạn về bạn chỉ có nhắn tin, bạn chat chít thì bạn lỗ nặng, mà nói các bạn chứ bạn lỗ nặng. Nhưng mà với mình hai cái điện thoại này, mình đang livestream cho các bạn nè,
mình lãi, mình quá lãi, lãi ghê gớm luôn các bạn ơi. Bởi vì sao các bạn thấy không ạ? Hồi nãy giờ các bạn thấy đơn hàng đặt nhiều không ạ? Rất là nhiều. À, rồi mình được kết nối với các bạn nữa. À, rồi khắp mọi người trên mọi miền đất nước này biết mình nữa, lãi mà lãi vô cùng lãi. Vậy thì ý ở đây mà nói là mọi chi tiêu, mọi chi phí chúng ta phải tính toán rất là kỹ. À, chúng ta phải có cái thói quen đó, đừng có trở thành đại gia chi tiền mà hãy trở thành đại gia như thế nào ạ? Đại gia thu tiền. À, rất là giỏi chi tiền, chi đến nỗi mà đi mượn nợ chi đến nỗi mà đi vay ngân hàng để chi, đi vay miếng đất để chi rất là nhiều thứ. Rút cuộc tiền vô thì nhỏ giọt, tiền ra thì ào ào. Chúng ta phải tính toán sao mà tiền vào thì ào ào mà tiền ra thì nhỏ giọt. Các bạn phải hiểu cái phương thức đó. À, nó là phải gì à? Phải cẩn thận chi tiêu từng đồng. À, một cái câu nói mình gửi đến các bạn là vậy. Một đồng của các bạn nó vào túi của bạn là nó dâng ra nhiều đồng nữa. À, chứ không phải là chi thì rất là giỏi mà thu thì dở ẹt. Vậy thì tiền bạn chỉ có mà âm và âm thôi. Tiếp tục điều số 10. Ghi vô, mọi việc thì chúng ta phải đo lường. À, làm kinh doanh là bạn phải rất giỏi với những con số. Bạn phải đo lường. Bạn không đo lường được thì nó như thế nào à? Bạn sẽ cải tiến cái gì? Ví dụ bạn mở ra một cái quán phở thì bạn phải đo lường được là hàng ngày bạn như thế nào à? Bạn bán được bao nhiêu tô phở? Và cái dòng khách hàng mà đến ăn với chúng ta đó là cái dòng khách hàng nào? Và bao nhiêu lâu thì họ mới lặp đi lặp lại? À, các bạn nhận ra điều nào? Tất cả mọi việc là phải đo lường. Đến nỗi là cái người nhân viên đó họ bị sai thì họ bị sai những việc gì? À, tại sao họ sai cái công việc đó và họ sai đi sai lại hoài? Ngày nay mình có viết một bài lên Facebook đó. Các bạn nào chịu khó sau khi hết cái livestream này thì lên đọc những cái bài viết mình viết trên Facebook đó. Các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ kết bạn với mình. Các bạn chọn follow cái Facebook của mình, chọn để chế độ ưu tiên thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn sẽ đọc những cái bài viết của mình. À, chúng ta phải có con số hết. Nếu các bạn làm việc mà không có con số thì bạn tập trung vào cái gì? Vì nếu chúng ta cải tiến thì chúng ta cải tiến cái gì? Ví dụ, nếu chúng ta ra được cái con số, đo lường ra được số, ngày hôm nay chúng ta bán được 200 tô phở thì ngày mai chúng ta cứ mới cải tiến. Vậy thì làm sao để ngày mai chúng ta bán được 210 tô phở? Và chúng ta mới đặt ra được câu hỏi rằng là làm cách nào đó để nó tăng lên 210 tô phở. Nghĩa là chúng ta có được cái con số 200 nên chúng ta mới cải tiến trên con số 200 đó để nó lên được 210. Các bạn đồng ý ra điều nào không ạ? Nếu bạn không đo lường thì bạn cải tiến cái gì? Và nếu bạn không đo lường thì bạn có biết là ngày mai nó tốt hơn ngày hôm nay hay ngày mai nó xấu hơn ngày hôm nay? Làm sao chúng ta biết được? À, nên cái câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta phải đo lường mọi thứ nó đang diễn ra. À, ok các bạn ơi, nó là chúng ta làm việc mà theo cảm tính, kinh doanh mà rất là hồn nhiên như một ngọn gió vậy đó. Và các bạn biết gió rồi, nó lùa đi mất tiêu luôn. À, và bây giờ mình bonus cho các bạn một điều nữa là điều thứ 11. Có nhiều điều lắm, hôm sau mình sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ mình bonus cho bạn một điều nữa. Điều thứ 11 là liên tục học hỏi không ngừng. Điều thứ 11, học hỏi không ngừng. Bản thân mình cũng vậy, mình cũng phải học hỏi không ngừng. Mình phải đọc sách,
mình phải nghiên cứu, mình đi chơi với những người level rất là giỏi để mình học hỏi từ họ. Lâu lâu mình phải đi tìm những cái lớp nào đó mà mình chưa biết về lĩnh vực đó, mình tham gia vào mình học. À, ok chưa? Mình học để em làm sao cho nó rõ băng về cái lĩnh vực đó. À, nếu mình không học thì đó là một trong những nguyên nhân. Các bạn cứ đồng ý với mình rằng là trong cuộc đời này cái lĩnh vực nào mà chúng ta dốt về lĩnh vực đó, chúng ta không am hiểu về lĩnh vực đó thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta không thể kiếm tiền được từ lĩnh vực đó mà chúng ta chỉ mất tiền từ lĩnh vực đó. Các bạn đồng ý ra điều nào ạ? Nếu các bạn nào đồng ý thì các bạn gọi xuống bạn mới đúng rồi, đồng ý rồi. Các bạn có đồng ý với mình rằng là cái lĩnh vực gì mà chúng ta rành, chúng ta thông thạo về lĩnh vực đó là cái lĩnh vực đó chúng ta kiếm tiền về lĩnh vực đó. Bạn đồng ý ra điều nào ạ? Đồng ý mình ví dụ thôi. Mình là người viết sách được, mình hiểu cái cách nào in ra sách, làm ra sách. Nên các bạn thấy đồng bạn đồng ý với mình rằng mình đang kiếm tiền từ việc bán sách. Bạn đồng ý không ạ? Còn các bạn không viết sách được, chưa viết sách được, chưa biết cách viết sách được, rõ ràng các bạn đang mất tiền đúng không? Các bạn phải mua sách của mình để các bạn đọc. Rõ ràng là các bạn đang mất tiền. Ok không? Các bạn có nhận ra điều này không ạ? À, rõ ràng là mình đang giỏi về sách, mình đang viết về sách thì rõ ràng mình đang có tiền từ sách. Còn các bạn đang không biết thì các bạn đang mất tiền từ sách. Các bạn phải bỏ tiền ra để bạn mua cái quyển sách này của mình. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Và tại sao mình viết được từ online này? Tại sao trong cái quyển sách này mình viết quyển sách về hoàn toàn bằng online? Bởi vì mình có kiến thức về online, nên mình mới live stream được cho các bạn nè. Mình mới làm online tốt. Mình mới có kênh YouTube, mình mới có kênh Facebook, mình mới có website, mình có cái hệ thống chatbot viral. Các bạn nào không tin chút xíu nữa, sau khi xem livestream này, các bạn vào cái trang web của mình, các bạn thấy cái dòng tin mình nói đó, tặng quà Tết đó, các bạn bấm vào thì đó chính là cái hệ thống gì? Chatbot viral của mình. Và bạn thử làm theo follow đó đi. Các bạn biết chatbot viral không? Bởi vì các bạn không biết cái công nghệ đó. À, cái gì chúng ta không biết là chúng ta đi học. Học để cho biết. Ngày nay mình mới vừa triển khai cái hệ thống chatbot viral. À, có một bạn nhảy vô. Các bạn nói ui sao mà thầy lẹ quá, thầy lẹ vô cùng. Mình nói đúng rồi, chúng ta phải biết trước về lĩnh vực đó. Bạn nó nói, nó kêu ồ, em có thấy nó mới ra trên thị trường mà thầy đã xét được cái con chấm bóc viral rồi. Nhanh thế, mà nói đúng rồi, nó mới ra đâu có tháng này chứ mấy. Mình đã có liền, mình đã sở hữu ngay cái con chấm bóc đó đi. Chúng ta phải nhạy bén trong cái việc mà tiếp cận với cái công nghệ mới, tiếp cận với những cái kiến thức mới. Người ta làm bắt hết rồi mà chính chúng ta là người không biết. Điều đó nghĩa là chúng ta không sẵn sàng học, và cái khả năng học của chúng ta nó chậm quá. Ok chưa? Thì làm sao mà chúng ta phản ứng được? Mỗi lần mà đầu tư cho việc học là cứ ngồi tính toán toan tính thì làm sao mà phản ứng được? Cảm ơn các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bạn 11 điều. Và nếu các bạn chịu khó, các bạn nghe đi nghe lại, xem đi xem lại thì các bạn sẽ có. Ngày mai mình sẽ viết một bài mình chia sẻ trên Facebook mình. Mình song song vừa viết, vừa gì à? Vừa live stream. Và ngày mai mình cũng sẽ live stream cho các bạn tiếp. À, chúc các bạn buổi tối rất là năng lượng, những ngày cuối năm tuyệt vời. Và các bạn ngủ ngon nhé. Mình cũng đi ngủ đây. Ok.